nếu đến đây mà lại không xem vườn tùng thì quả là đáng tiếc. Một người đã nuôi được những cây tùng nhiều năm nay đã để dưới đất những tác phẩm tùng, có lẽ là đã đến lúc có thể thu hoạch, hay nói cách khác là có thể thương mại. Những tác phẩm đẹp như thế này, đúng là làm những cây tùng dáng như thế này quả là quá nhiều công sức. Những cành được làm rất xanh đẹp, như là những cây xanh, đúng là những con người tâm huyết làm không biết từ bao nhiêu năm nay rồi mới có được một tác phẩm đẹp như thế này. À, tôi cũng sẽ quay một vài tác phẩm mang tính chất là để xem cái nghệ thuật tay làm như thế nào. Đúng là Tuấn thầy chùa vườn Thanh Hóa, nhưng mà do ảnh hưởng cách làm phong cách người Hà Nội cho nên là tay cũng làm rất là đẹp, rất nhiều cỏ. Đi vào quay hơi khó, cây này hơi khó, tôi sẽ không có vị trí quay bởi vì ở dưới này vẫn còn nước nên là không thể mô tả được cây này. Tôi sẽ tìm những cây khác. Đấy, những cây tùng thấp như thế, thân như thế này được tôi rum lại vì vào bây giờ là đúng có nước và rãnh cho nên rất khó vào sâu để xem tay cành làm nó có là gì đặc biệt. Đấy, những cành có lượn, những cành bay thu toàn bộ trong ống kính, đây những tác phẩm như thế này ngay ngoài. Cây này đã được làm lại ngọn từ dáng cao để chuyển đổi ngọn sang một dáng thấp hơn. Còn cây này tại sao lại ngọn cao như thế này? Nhưng mà nhiều cây thì cũng có thể là có nhiều cách khắc chơi khác nhau. Ở đây một số cây hình như được làm lại ngọn, đường đi của ngọn bây giờ khác, tức là được nuôi ngọn. Đúng thế thật, cây này cũng vậy, đang được chuyển ngọn khác. Đây cũng đang nuôi ngọn. Chúng ta đang đứng trước một cây tùng song thân. Bây giờ cây này sẽ thuận lợi cho tôi quay bởi vì tôi đang đứng trên đường bê tông. Tôi sẽ quay tác phẩm song thân này. Tác phẩm này mà lên chậu thì quả là một tác phẩm đẹp rồi. Mỗi một thân đều có những cành bay ra, uốn lượn và những con tự treo. Bây giờ ta thử xem. Con tự treo. Và cành của nó. Cành của nó đã được cắt giật làm tùng, thường là người ta chỉ ở miền Nam người ta hay uốn thẳng. Nhưng cây tùng ở đây có sự can thiệp của bàn tay lao động và đã tạo lên những đường nét đi gần như những cây dễ làm như là cây xanh. Đúng là những đường đi của cành
được cắt giật và uốn lượn như những tác phẩm xanh xi của người Bắc. Đấy, những cây tùng người Bắc làm. Không biết là các bạn xem ở Việt Nam có đánh giá như thế nào về sự cầu kỳ như thế này. Những cây tùng Nam thì thường người ta để bóng tự nhiên, nhưng những cây tùng Bắc người Bắc làm thì cũng đều để phân chia tay cành rồi cắt tán tách biệt rất thoáng đãng để tạo nên một tác phẩm bonsai người Việt. Ở Nhật Bản thì người ta chỉ thu cái tán thôi. Cũng như là người Nam làm theo phong cách Nhật Bản thì người Bắc sẽ có một nét riêng, đó là với một nền văn hóa xanh xi lâu năm và được cải tiến bởi thế hệ trẻ sau này, đó là những tác phẩm được cắt giật và tạo tán xa xa kia, đường vào rất khó khăn. Có một tác phẩm đã lọt vào ống kính của tôi sẽ thu vào. Đó là một cây tùng hai thân, cũng là hai thân và được tạo tán theo cách tự nhiên. Và bên cạnh một tác phẩm mà tùng dáng siêu đeo một con tử cũng được tôi đứng ở tầm xa. Con tử được uốn lượn rất đẹp. À đúng là vào thì hơi khó. Vào thế nào được đây? Tôi thử đi xem tìm một đường vào để mô tả một cây nữa. Đây, nước không vào được. Tôi muốn mô tả cái tùng này có lẽ là bằng cách room. Không được. Tôi mô tả sang cây tùng này. Bên là cây tùng hướng trực, còn bên này là một cây tùng dáng siêu, trông rất nhỏ gọn. Bộ bè của nó, tay cành một cành bay, thật là không đến gần thì thực là rất khó khăn. Tiến gần nữa bằng cách là đứng trên một bệ cây tùng và chúng ta sẽ xem tay cây tùng này. Ở dưới là cái cành chứ không phải là con tử, vì ở tầm xa tôi đã nhìn nhầm mà nó là một cái cành. Có lẽ tôi sẽ bước sang hẳn nơi này để xem cái cảnh bên thế nào. Đúng là rất khó, rất nghệ thuật. Nhìn từ phía trên nhưng đứng đây thì lại không thu được toàn bộ, rất khó khăn mô tả. Đáng lẽ tôi lại phải quay hết cả cái, tôi lại bước sang bên này, bước sang bên ô bên này. Đấy, để quay được một cây tùng dáng siêu đúng là khó khăn, và góc không được.
có lẽ đây là mặt phải của nó. Ta thấy nhìn một tác phẩm cây tùng giáng siêu như thế nào, không thu hết được. Đấy, nếu cứ đi quay như thế này thì rất nhiều và rất nhiều những tác phẩm. Mỗi cây có một nét đẹp riêng. Bây giờ tôi lại đi ra và bước trên những bậc đá. Hiện nay là nước. Tôi đã thoát ra ngoài. Và bây giờ tôi sẽ kéo cây này. Đấy, rất đẹp. Một vườn tùng như thế này. Rất nhiều tùng và rất nhiều tùng. Cây hoàn thiện gần thì để ở 3 hàng ngoài. Còn những cây làm tiếp theo thì để ở 2 hàng trong. Như vậy với 5 hàng tùng như thế này, đã có một vườn tùng hoàn thiện rất là lớn của anh Tuấn thầy chùa. Bên kia vẫn là của anh. Xa xa mãi tít ngoài. Tôi thử đi một chút xem ra ngoài cổng thì sao. Xem có ngắm được ra ngoài cổng không. Đây đúng là để dành cho những cây tùng rồi. Những chiếc chậu rất lớn đang được sản xuất tại chỗ. Nói là rộng thì rộng đến đâu. Tôi đã ra đến phía ngoài mà chưa nhìn được. Tôi lại kéo. Tôi sẽ đi tới vị trí. Tại vị trí tôi định đến. À, đứng đây. Khu nhà, khu biệt thự. Những cây lộc vườn Ấn Độ được trồng và nuôi rất nhiều. Bây giờ tôi lại tới vị trí ghen. Tại vị trí này nhìn ngôi nhà hơi khó, nhưng tôi đã nhìn được ra tới đường đi ra phía ngoài cổng. Vẫn chưa nhìn thấy cổng. À, đây rồi. Tôi đã nhìn được ra tới cổng và kéo hình. Đấy, ra đến ngoài cổng rất xa. Và xa xa kia mới là khu dân cư. Như vậy đến đây tôi đã kéo được hình ra đến ngoài cổng. Và có rất nhiều những chiếc ao như thế này, san sát ở dãy bên này. Mấy chiếc tôi chưa đếm được, nhưng mà chắc phải 3-4 chiếc ở phía ngoài kia. Thì thấy rất nhiều các bờ, một loạt các ao hồ và trồng cây ăn quả. Tôi không thu được các hình bởi vì là ra xa quá, tôi không muốn đi nữa và tôi sẽ quay lại. Ồ, ao có rất nhiều những cây na, cây mít,
những trái mít nằm sát dưới bờ, không biết là có đi vỗ hay không. Nằm sát dưới đất chẳng được chăm sóc gì. Rất nhiều những cây na, cây na hai bên ở bên bờ ao. Đấy, ông mang ra cho anh em ở ngoài kia đây đó. Gọi là rụng trắng sân nhà em. Về nơi để hồi rụng. Tác phẩm hội nghệ thuật bây giờ thành quả nghệ thuật. Cò không chịu hái. Không biết là quay nghệ thuật hay là quay quả. Thích thế này còn thế nào nữa. Ấy, cứ chín như thế này mà thằng cò thì không chịu hái, nó có ăn đâu mà bắt nó hái, ăn không xuể. Đấy, những cây nghệ thuật đã trở thành nguồn hoa quả. Có một điều là đáng tiếc, đó là không có người ăn, một hai người ăn không hết. Dụng vàng dưới gốc. Đấy, những chai ổi như thế này. Tác phẩm ổi nghệ thuật đã kết trái. Ăn rồi nghĩa là hàng chục cân à? Hơn chứ anh, vào đây anh quay cái lồng. Hơn chục cân mà vẫn còn đầy thế này. Nhiều lắm, đây anh vào đây. Ừ, đây này vẫn còn đầy ơi. À, thằng này chán rồi, không muốn lấy rồi. Ừ. No. Xem hai thầy cho. Hai thầy cho lấy ổi được bao nhiêu rồi? Đây là mới có một cây ổi. Lấy ở một cây mà đã được một trọng như thế này rồi. Triệt. Xem không ngon không? Ừ, rất ngọt. Ôi, đào.